Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 89. Chương 881, kiếp nạn của tam giới. Dưới những đám mây đen cuồn cuộn, biển máu bao phủ vạn dặm, một bóng người tóc trắng bước ra từ biển máu, hắn mặc một bộ đồ trắng rộng thùng thình. Chân trần tiến về phía trước, ánh mắt hắn nhìn về phía ảo ảnh hiện ra trong đám mây đen, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Đạo chủ, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Chính là Dương Độc. Dương Độc lúc này khác xa trước đây một trời một vực, thân hình trở nên vạm vỡ hơn nhưng bớt đi vẻ hung bạo, thêm phần tà khí. Làn da hắn trắng bệch như không có chút máu, ngực còn chỉ chít những đường gân máu, có vài đường gân máu còn đang nhúc nhích. Đột nhiên, ánh mắt Dương Độc liếc về một hướng khác trên bầu trời, chỉ thấy trên không trung chớp giật đùng đùng, một khe nứt bị xé toạc, một bàn tay thò ra theo đó. Bàn tay này còn to hơn cả ngọn núi bên cạnh biển máu, vô cùng hùng vĩ. Dương Độc thấy cảnh này không hề căng thẳng, ngược lại còn liếm đôi môi khô nứt, nở một nụ cười tàn nhẫn. Vượt qua mấy vùng biển rộng lớn, trên một lục địa, Cơ Như Thiên đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn cảnh tượng phương vọng chiến đấu với bảy tiên. Sắc mặt hắn bình tĩnh, chỉ có đôi tay nắm chặt trong tay áo mới bán đứng tâm trạng của hắn. Hắn không phải người thiên mệnh của nhân gian, hắn là kiếp nạn của tam giới tiên, nhân, quỷ. Một giọng nói truyền ra từ trong cơ thể Cơ Như Thiên, giọng điệu u uất. Ngay sau đó, một con mắt dọc xuất hiện trên trán hắn. Cơ Như Thiên nhẹ giọng hỏi, tổ tiên, hắn có thể thắng không? 18 thần trụ cùng ra trận, trận chiến này chắc chắn sẽ kinh động đến chiến thần của tiên đình. Nếu có thể thắng được chiến thần, hắn có thể thắng, tiên đình nhất định sẽ phải rút lui, tiên đình không thể dốc hết lực để thanh tẩy nhân gian. Bọn họ còn có những kẻ địch khác đang rình rập, nhưng nếu hắn bại trận, hắn sẽ thê thảm hơn tất cả các đế thánh trước đây. Máu thịt, linh hồn, thần thông của hắn, thậm chí cả bảo linh của hắn, tất cả những thứ này đều sẽ bị tiên thần nuốt chửng, hắn sẽ không bao giờ được siêu sinh, ngay cả chết cũng khó. Giọng nói của lão tổ Cơ Gia lại vang lên, trong giọng điệu còn xen lẫn một tia hận thù. Cơ Như Thiên không khỏi cau mày, hắn nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong ảo ảnh đó đã không còn thấy rõ bóng dáng của Phương Vọng, quá nhiều tiên thần nối đuôi nhau, không sợ chết. Trên hư không ngoài bầu trời, Phương Vọng ngưng tụ tất cả các bảo linh bản mệnh, thúc thiên kim lăng quét ngang trăm vạn dặm. Đi qua nơi nào, tiên thần nơi ấy đều không thể chống đỡ. 18 thần trụ và một vài tinh tú quấn lấy Phương Vọng, đảm nhiệm sức chiến đấu chính, nhưng bọn họ căn bản không kiềm chế được Phương Vọng. Công tử, sao tiên thần lại đông như vậy? Tiếng của tiểu tử truyền ra từ trong thiên cung kích, giọng điệu kinh hãi. Theo nó thấy, số lượng tiên thần mà Phương Vọng giết chết đã đạt đến một con số rất khủng khiếp, nhưng dù vậy, vẫn có vô số tiên thần liên tục tràn ra từ thiên môn. Phương Vọng vừa chiến đấu vừa trả lời, thực ra không nhiều, chỉ là bọn chúng liên tục hồi sinh mà thôi. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đã nhìn thấu được mánh khóe trong đó. Tiên thần có thể hồi sinh là do liên quan đến khí vận của tiên đình, thiên môn chính là được tạo thành từ khí vận của tiên đình. Hắn có thần thông hủy diệt khí vận, chỉ là thi triển thần thông cũng cần pháp lực thiên đạo để duy trì. Pháp lực thiên đạo của hắn còn lâu mới có thể so sánh với khí vận của tiên đình. Các thần trụ cũng sẽ không để hắn liên tục thi pháp nhắm vào thiên môn. Vậy chẳng phải giết mãi không hết sao? Tiểu tử kinh ngạc. Phương Vọng ném ra thiên cung kích xuyên thủng tiên thể của từng vị tiên thần, đập vào trước thiên môn. Theo đó, hắn lóe người xuất hiện trước thiên cung kích, chính là sự ảo diệu của Tiêu Diêu Tự Tại Thiên. Hắn nắm chặt cán kích, nhìn về phía thiên môn, nhẹ giọng nói, cũng chưa chắc. Đại thần trụ và các thần trụ khác thấy Phương Vọng biến mất thì vội vàng quay người, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ không thể khóa chặt này khiến bọn họ vốn quen cảm nhận khí tức cảm thấy rất khó chịu. Dùng mắt thường để khóa chặt kẻ địch dù sao cũng cần thời gian phản ứng, dù là chênh lệch nhỏ nhất cũng có thể trở thành nguyên nhân thất bại không thể đảo ngược. Các thần trụ không tiếp tục tiến lên mà đứng từ xa nhìn Phương Vọng. Cuộn tranh bí ẩn vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện từ trong thiên môn. Phần đã xuất hiện đã dài hơn vạn dặm, dường như không có giới hạn, mà Phương Vọng đang lặng lẽ nhìn cuộn tranh trên đầu. Các thần trụ dừng lại nhưng các tiên thần khác vẫn đang xông về phía Phương Vọng,
chỉ là không có thần trụ giúp đỡ, những tiên thần đó không thể vượt qua được phân thân kiếp trước của Phương Vọng. Phân thân kiếp trước không phải là thực lực kiếp trước của Phương Vọng mà liên quan đến thực lực kiếp này của hắn. Tất cả đều có tu vi gần với thiên đạo huyền tiên, chỉ cần pháp lực thiên đạo của Phương Vọng không cạn kiệt thì bọn họ có thể tồn tại mãi mãi. Ánh mắt của Phương Vọng bị một bóng người trên cuộn tranh thu hút. Đó là một bóng người mặc áo giáp bạc đỉnh núi, đội mũ phượng màu tím đứng đó. Hắn từ từ ngẩng đầu trong bức tranh, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng, vẻ lạnh lẽo chứa đựng trong đôi mắt đó truyền ra từ bức tranh. Chương 882, Thời không bất động, Phúc Lộc Tiên Quân, 1. Nam tử đội mũ miệng tím ngẩng đầu nhìn Phương Vọng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ hư không vũ trụ tĩnh lặng. Những tiên thần vẫn đang chiến đấu đều bị định hình, kể cả các thần trụ. Thời không bất động. Nam tử đội mũ miệng tím nhảy lên, thực sự nhảy ra khỏi bức tranh, lao về phía Phương Vọng, tay phải của hắn đặt phía trước, tạo thành hình móng vuốt, muốn bắt lấy Phương Vọng. Ngay khi hắn sắp bắt được Phương Vọng thì Phương Vọng đã giơ tay lên như chớp, nắm lấy cổ tay hắn. Biểu cảm của nam tử đội mũ miệng tím đột nhiên trở nên kinh ngạc, dường như hắn không dám tin vào mắt mình. Phương Vọng thuận thế kéo hắn xuống, rồi nhấc đầu gối lên, thụi vào ngực hắn. Cú đánh này khiến sắc mặt của nam tử đội mũ miệng tím lập tức trở nên vặn vẹo, hắn chỉ cảm thấy hồn phách suýt chút nữa bị đẩy ra khỏi thân xác. Mọi thứ trong hư không vũ trụ đều trở lại bình thường, cuộc đại chiến tiếp tục. Nam tử đội mũ miệng tím đột nhiên co người lại, dịch chuyển đến phía trên cuộn tranh, giữ khoảng cách xa với Phương Vọng. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Vọng, nghiến răng nói, ngươi có thể nhìn thấu thần thông của ta. Ánh mắt Phương Vọng bình tĩnh, hắn trả lời, chỉ là mượn sức mạnh của quy tắc nhân gian này mà thôi. Đạt đến thiên địa càn khôn cảnh có thể cảm nhận được quy tắc thiên địa, còn đế thánh tiên có thể khống chế một loại lực lượng quy tắc. Phương Vọng thì khác, hắn thành tựu thiên đạo huyền tiên đã cảm nhận được tất cả các lực lượng quy tắc cấu thành thế giới, cũng có thể điều động chúng. Vì vậy hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu thần thông của nam tử đội mũ miệng tím. Nếu thực sự là thần thông do pháp lực của bản thân thi triển thì hắn chưa chắc đã nhìn thấu được. Con đường thiên đạo chính là con đường thiên địa, về phương diện mượn sức mạnh thiên địa, Phương Vọng đứng ở độ cao cực kỳ lớn nhìn xuống chúng sinh. Không đợi nam tử đội mũ miệng tím nghĩ nhiều, Phương Vọng đã giơ kích giết tới. Khi hắn xuất hiện trước mặt nam tử đội mũ miệng tím thì Diệt Tuyệt Thần Lục ngưng tụ ra phía sau hắn. Khí đen mênh mông của Diệt Tuyệt Thần Lục chui vào trong thiên cung kích, khiến thiên cung kích trông tà ác không lành. Nam tử đội mũ miệng tím lập tức vung trường. Một trường này đánh ra, không gian xung quanh lập tức bị bóp méo, như thể vũ trụ sụp đổ, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, rồi bùng nổ ra. Phương Vọng như bị từng phương thiên địa đánh trúng, tầm nhìn hoa mắt chóng mặt. Trong mắt Phương Vọng lóe lên ánh sắc lạnh, tay phải hắn xoay một vòng, thiên cung kích bùng phát khí thế kinh khủng. Trực tiếp xé tan từng luồng lực lượng quy tắc thiên địa phía trước, trong nháy mắt giết đến trước mặt nam tử đội mũ miệng tím. Nam tử đội mũ miệng tím kinh hãi biến sắc, đẩy ra hai trường, dùng pháp lực lớn của bản thân để chống đỡ. Mũ miệng tím của hắn bị đánh bay, rơi vào trong thiên môn, hắn đầu tóc bù xù nghiến răng chống đỡ nhưng thiên cung kích chứa đựng sức mạnh diệt tuyệt quá khủng khiếp, khiến lòng bàn tay hắn bắt đầu nứt ra, máu không ngừng rỉ ra. Pháp lực thiên đạo của Phương Vọng bùng nổ, thiên cung kích bùng phát khí đen cuồng bạo, trong nháy mắt nhấn chìm nam tử đội mũ miệng tím. Ngông cuồng, một tiếng quát lớn truyền đến, một chữ vừa mới vang lên, người nói đã vung kiếm chém tới nhưng bị lá chắn bằng khí do thiên đạo vạn pháp kinh tạo thành chặn lại. Phương Vọng liếc nhìn, người đến không phải thần trụ, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã khiến đối phương rơi vào 18 tầng địa ngục. Ngay sau đó, Phương Vọng lao vào thiên môn, 18 thần trụ lập tức bay, đến trước thiên môn, thi nhau thi pháp vào thiên môn. Làm sao hắn vào được? Hắn không có khí vận tiên đình. Chẳng lẽ hắn đã luyện công pháp của tiên đình? Có khả năng. Dù sao thì vị tồn tại kia đang làm việc dưới trướng hắn. Tên này thật đáng sợ, mới 1.000 tuổi đã nắm giữ nhiều công pháp như vậy. Cho dù là đại năng chuyển thế thì thân xác cũng phải có quá các thần trụ bàn tán xôn xao, giao chiến đã được một thời gian, bọn họ thực sự kinh hãi. Nếu không có khí vận tiên đình, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Phương Vọng. Đại thần trụ dường như cảm ứng được điều gì, sắc mặt đại biến, kêu lên, không ổn. Hắn muốn cắt đứt khí vận của chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt các thần trụ khác cũng thay đổi theo,
thi nhau chui vào trong thiên môn, đại lục Hàng Long, kiếm thiên trạch. Hồng Tiên Nhi, Độc Cô Vấn Hồn, Hồng Trần và những người khác ngẩng đầu nhìn ảo ảnh trên bầu trời. Chứng kiến Phương Vọng chui vào thiên môn, bọn họ đều lo lắng cho Phương Vọng, ảo ảnh trên bầu trời cũng không tiếp tục truy đuổi Phương Vọng, chỉ khóa chặt thiên môn. Chúng sinh đều nhìn thấy từng vị tiên thần bắt đầu quay người, bay về phía nhân gian. Thảm họa của nhân gian mới chỉ bắt đầu. Ầm ầm. Một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, vang vọng khắp dãy núi phía Bắc Côn Luân. Tất cả tu sĩ vọng đạo đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên không trung xuất hiện một vết nứt, một bóng người từ từ bước ra. Đây là một ông già đạo sĩ tiên phong đạo cốt, sau lưng lơ lửng từng thanh kiếm dài màu vàng, tạo thành hình quạt, tỏa ra từng luồng ánh sáng, khiến không gian xung quanh dường như đang dao động. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Ông già đạo sĩ từ từ mở miệng, giọng điệu bình thản. Hồng Trần ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng nói, không ngờ người đầu tiên đến tìm ta lại là ngươi, sư đệ, sống dưới trướng hắn có tốt không, nghe nói ngươi được phong làm tỉnh quân. Phúc Lộc Tiên Quân, cái tên nghe cũng không tệ, không biết địa vị thế nào. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 883, Thời không bất động, Phúc Lộc Tiên Quân, 2. Sư đệ, Độc Cô Vấn Hồn, Hồng Tiên Nhi và những người khác đều kinh ngạc nhìn về phía Hồng Trần. Trước đây bọn họ không biết thân phận thực sự của Hồng Trần. Hồng Trần có công lao không thể xóa nhòa đối với việc thành lập và phát triển vọng đạo. Hắn nắm giữ vô số đạo pháp, vì vậy rất nhiều người đều tò mò về thân phận thực sự của hắn. Không ngờ Hồng Trần lại được tiên thần gọi là bệ hạ. Phúc Lộc Tiên Quân vuốt râu cười nói, thật ra chỉ là hư danh, không có thực quyền. Ta thực sự nhớ nhung những ngày sư huynh làm thiên đế, nhưng nếu sư huynh tiếp tục làm thiên đế thì tiên đình có lẽ đã không còn nữa. Dù sao thì vì sự sơ suất của sư huynh mà thần đài mới có thể quật khởi, thậm chí còn vượt qua tiên đình. Bệ hạ, ngươi đã trải qua vạn kiếp luân hồi, liệu có người của thần đài nhớ ơn ngươi, đến cứu ngươi hay không? Nghe vậy, Hồng Trần vẫn bình tĩnh, hắn bình thản nói, nhân định thắng thiên, sự quật khởi của thần đài là nỗ lực của chính họ, cho dù ta đàn áp trước thì cũng không thể ngăn cản được. Phúc Lộc Tiên Quân thở dài nói, thần đài có thể quật khởi và thu lợi trong kiếp nạn của Đại An Thần Triều, không thể coi thường được. Bệ hạ, trong lòng ngươi hiểu rõ, lợi ích của bảo vật kia đã đè nén sự kiêng dè của ngươi đối với thần đài. Nghe Phúc Lộc Tiên Quân nhắc đến bảo vật, sắc mặt Hồng Trần vẫn bình tĩnh, những người khác lại đều đang trong trạng thái kinh ngạc. Thiên đế, Huyền Tông vậy mà từng là thiên đế ở thượng giới, là chủ của chúng tiên. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, vọng đạo có thiên đế đời trước ở đây, chưa chắc đã sợ tiên đình hiện tại. Hồng Trần mở lời hỏi, sư đệ, hay là nói rõ ý định đi, với năng lực của ngươi mà muốn đánh bại vọng đạo, e là không đủ. Phúc Lộc Tiên Quân cười ha hà nói, đánh nhau, làm những việc bẩn nhưng ngươi phải nói cho ta biết nơi cất giữ bảo vật đó. Hồng Trần nheo mắt, không trả lời ngay. Nỗi khổ luân hồi vô tận này, ngươi hẳn đã chịu đủ rồi, ta có thể giúp ngươi thoát xác, tái tạo thân thể thiên đế. Nụ cười trên mặt Phúc Lộc Tiên Quân không hề biến mất, hắn trông rất hòa ái. Hồng Trần hỏi ngược lại, ngươi có thể làm gì cho vọng đạo? Phúc Lộc Tiên Quân nói, 18 thần trụ tuy không phải là đối thủ của thiên đạo nhưng thiên đế đã mời một vị chiến thần ra tay. Thiên đạo không thể trấn sát 18 thần trụ thì không thể chiến thắng chiến thần, hắn chắc chắn sẽ chết. Ta có thể giúp các ngươi sống sót, rồi giúp bệ hạ trở về thượng giới. Ầm. Vừa dứt lời, thiên địa rung chuyển, khiến hắn cũng phải quay đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Hồng Trần cũng nhìn về phía chân trời, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Sao lại có người dưới phạm thượng mở ra thông đạo hai giới? Phúc Lộc Tiên Quân cau mày, lẩm bẩm tự nói, hắn bấm ngón tay tính toán nhưng không tính được gì. Hồng Trần cũng đang tính nhưng cũng không tính ra. Cô Mệnh lão nhân chậc chậc khen ngợi, nhân gian này đúng là nhiều biến số, không chỉ có đạo chủ chúng ta. Đại An Huyền Quy trên cầu gỗ thì nhìn chằm chằm Phúc Lộc Tiên Quân, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh chứa đầy sự căm hận và giận dữ. Nếu chỉ có vậy thì ngươi không thể lay động được ta, về đi, trở về tiên đình chờ thiên đạo bước lên tiên tiêu cung. Hồng Trần nhìn lại Phúc Lộc Tiên Quân, nói như vậy. Phúc Lộc Tiên Quân cũng quay đầu lại, hắn cau mày, đấu tranh một lúc, nghiến răng nói, ngươi muốn gì? Hồng Trần vừa cười vừa nói, gì cũng được sao?
Hai người vô tư trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến những người khác xung quanh. Toàn bộ tu sĩ và yêu quái ở Kiếm Thiên Trạch đều có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Phúc Lộc Tiên Quân dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên khó coi, hắn rơi vào cảnh đấu tranh nội tâm. Ầm. Trong bầu trời đầy sao sáng chói, Phương Vọng vừa tiến lên vừa vung kích thiên cung. Vô số tiên thần ập đến từ bốn phương tám hướng, bị hắn vung kích tiêu diệt dễ dàng, nhưng số lượng tiên thần quá đông, bất kể hắn bay đến đâu, cũng có vô số tiên thần liên tục kéo đến. Diệt Tuyệt Thần Lục lơ lửng sau lưng Phương Vọng, giữa hai bên là Thiên Đạo Thái Dương. Lúc này, Thiên Đạo Thái Dương sau đầu hắn đã có đến ba, còn lớn hơn cả đầu hắn, bề mặt chúng bốc lên ngọn lửa thiên đạo, đó là ngọn lửa màu bạc. Đây là thế giới bên trong thiên môn, một thế giới thần bí được tạo thành từ khí vận. Các loại quy tắc ở đây không nhiều như ở thế gian, nhưng sức mạnh của từng loại quy tắc thì thế gian đều không thể so sánh được. Phương Vọng lại vung kích, một kích đánh nổ tan xác tiên của một vị tỉnh tú tiên thần. Ngay sau đó, từng sợi xích vàng xuất hiện trên người hắn, trói chặt hắn lại. Nhìn xung quanh, tám hướng đều có một vị tiên thần cao vạn trượng kéo xích. Bọn họ gào thét, dùng hết sức kéo, như muốn xé nát Phương Vọng. Kết quả Phương Vọng chỉ cần vặn mình một cái là có thể trực tiếp làm đứt những sợi xích này. Phương Vọng tung một quyền, Cửu Long Chấn Thiên Quyền gào thét trong bầu trời đầy sao, tung hoành mấy chục triệu dặm, tiêu diệt không biết bao nhiêu tiên binh, ra đòn mạnh mẽ, thể hiện phong thái bá đạo. Xa xa trên tỉnh Vân bên kia bầu trời đầy sao, một vị tiên thần tuấn tú tóc bạc dương cung bắn tên, thế mà lại bắn ra hàng triệu con phượng hoàng. Những con phượng hoàng này sải cánh trăm dặm, tụ tập lại với nhau, khí thế vô cùng to lớn. Chương 884, biến số của nhân gian, Lăng Tiêu Thánh Đế, 1. Phương Vọng quay người đối mặt, ánh lửa chiếu lên người hắn, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của hắn. Ngay lúc này, Thúc Thiên Kim Lăng dâng lên sau lưng Phương Vọng. Thúc Thiên Kim Lăng trở nên to lớn chưa từng có, Kim Linh quất tới, tiêu diệt từng con phượng hoàng lửa, khiến cả bầu trời sao bắt đầu nổ tung, vô cùng ngoạn mục. Phương Vọng lao vào biển lửa, đôi mắt hắn chuyển động nhanh chóng, hắn đang tìm kiếm cấm chế khí vận bên trong thiên môn. Bất kỳ bảo vật nào cũng đều có cấm chế quan trọng nhất, cấm chế này là nguồn gốc của tất cả uy năng của bảo vật đó. Thiên môn là một pháp bảo khí vận, chắc chắn phải có một cấm chế nào đó kết nối với khí vận của thiên môn và tiên đình, thậm chí kết nối với cấm chế của các vị tiên thần. Phương Vọng nhanh chóng giết ra khỏi biển lửa, vừa ra ngoài đã gặp 18 thần trụ xông tới, không chỉ có 18 thần trụ, mà ngay cả vị nam tử mũ miệng tím trước đó cũng đã đến. Điện hạ, giao hắn cho chúng ta. Đại thần trụ tức giận quát. Sau khi trận chiến này kết thúc, bất kể thắng bại, 18 thần trụ chắc chắn sẽ bị cười nhạo, vì vậy hắn vô cùng tức giận. Nam tử mũ miệng tím thi triển pháp thuật bằng cả hai tay, đủ loại thần thông đều dễ dàng sử dụng. Đáng tiếc là không thể làm tổn thương Phương Vọng. Pháp lực của hắn dường như không đau không ngứa đối với Phương Vọng. Phương Vọng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, thân hình bất ngờ biến mất, khiến thần thông của đại thần trụ đánh hụt. 18 thần trụ vội vàng quay người nhưng không thể tìm thấy bóng dáng của Phương Vọng nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn đi đâu rồi? Trong thế giới khí vận này, hắn không thể trốn được. Đừng chủ quan, có thể là một loại thần thông nào đó của hắn muốn gây tê chúng ta. Tên này khó giết quá, sao lại có cảm giác công pháp của hắn chứa đựng chân nghĩa của tử khí bất diệt công vậy? 18 thần trụ bàn tán xôn xao, vị nam tử mũ miệng tím dường như cùng lúc đó. Phương Vọng đến một thế giới thần bí trắng xóa, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước có một cánh cửa thiên môn. Trong thế giới thần bí trắng xóa này, cánh cửa thiên môn to lớn hùng vĩ lại trở nên nhỏ bé đến vậy. Phương Vọng không tùy tiện tiến lên, bởi vì hắn nhìn thấy có một bóng người ở nơi thiên môn tọa lạc. Người đó đứng trước thiên môn, quay lưng lại với Phương Vọng. Hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh rộng thùng thình, không dùng thắt lưng thắt quanh eo, khiến đạo bào không ngừng tung bay, dù đạo bào rộng lớn cũng không thể che giấu được thể phách cường tráng của hắn. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Giọng nói của người mặc đạo bào vang lên, giọng nói mơ hồ khiến người ta không phân biệt được nguồn gốc của âm thanh. Phương Vọng lên tiếng hỏi. Xin hỏi danh tính của các hạ. Người mặc đạo bào từ từ quay người, mái tóc đen tung bay, khuôn mặt hắn tuấn tú mà già dặn. Tuy không mặc quần áo lộng lẫy như các thần trụ nhưng trên người hắn lại tỏa ra một luồng khí tức khiến Phương Vọng vô cùng bất an. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn Phương Vọng, nói,
bản tọa tên là Lăng Tiêu, ngươi có thể gọi bản tọa là Lăng Tiêu Thánh Đế, cũng có thể gọi là Lăng Tiêu Đại Thánh. Lăng Tiêu Đại Thánh, Phương Vọng thầm kinh ngạc, Lăng Tiêu Thần Tông đã mang lại cho hắn sự giúp đỡ rất lớn, sau đó lại dung hợp thành Tiêu Diêu Tự Tại Thiên. Thần thông này vô cùng huyền diệu, khiến hắn luôn tò mò về thực lực của người sáng lập. Khoan đất, Phương Vọng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên vi diệu. Không sai, Lăng Tiêu Thần Tông là do bản tọa cố ý đưa đến trước mặt cô bé đó, với tình cảm của cô bé dành cho ngươi, tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi. Ngươi nắm bắt rất tốt, chứng minh cho suy đoán của bản tọa. Ánh mắt của Lăng Tiêu Thánh Đế lạnh lùng, rõ ràng là thân hình nhỏ bé nhưng lại tỏa ra khí phách vượt xa thiên môn. Giọng nói của Lăng Tiêu Thánh Đế vang vọng trong thế giới khí vận, với ánh mắt của Lăng Tiêu Thánh Đế, hắn dường như không cảm thấy quá bất ngờ. Phương Vọng lên tiếng hỏi, ngươi có phân thân hay là có quân cờ ở nhân gian? Hừ, bản tọa không cần thủ đoạn trăm lỗ thủng như vậy, muốn đưa tuyệt học đến trước mặt phàm nhân, chỉ cần thao túng khí vận là được. Lăng Tiêu Thánh Đế hờ hững trả lời, hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung, lên. Trong nháy mắt, Phương Vọng cảm nhận được thế giới khí vận có thêm một loại áp chế thần bí nào đó. Loại áp chế này có liên quan đến pháp môn của Lăng Tiêu Thần Tông. Từ giờ trở đi, ngươi không thể dùng Lăng Tiêu Thần Tông rời khỏi thế giới này, ngươi có thể thử xem. Giọng điệu của Lăng Tiêu Thánh Đế từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thay đổi nào. Phương Vọng tin lời của Lăng Tiêu Thánh Đế. Lăng Tiêu Thần Tông thực sự không thể nhảy ra ngoài nhưng Tiêu Diêu Tự Tại Thiên của hắn thì có thể. Hắn có thể cảm ứng được những thiên địa bị Tiêu Diêu Tự Tại Thiên đánh dấu, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể vượt qua. Nhưng hắn không vội đi, hắn muốn xem Lăng Tiêu Thánh Đế có ý đồ gì. Nếu Lăng Tiêu Thánh Đế muốn giết hắn, trực tiếp ra tay là được, hà tất phải nói nhiều như vậy. Phương Vọng trực tiếp lên tiếng hỏi, nếu đã như vậy, tiền bối có nên nói rõ mục đích không? Hắn học được Lăng Tiêu Thần Tông, dựa vào Lăng Tiêu Thần Tông đi khắp các nhân gian. Phần ân tình này hắn vẫn sẽ ghi nhận. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 885, biến số của nhân gian, Lăng Tiêu Thánh Đế, 2. Tất nhiên, nếu Lăng Tiêu Thánh Đế nhất quyết muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại sao ngươi chống lại tiên thần? Lăng Tiêu Thánh Đế lên tiếng hỏi. Phương Vọng trả lời, không phải ta chống lại, mà là bọn họ không dung thứ cho ta, bọn họ muốn khống chế mọi thứ. Lăng Tiêu Thánh Đế nở nụ cười, chỉ là cười rất kỳ quái. Hắn truy hỏi, nếu ngươi có thể lật đổ tiên đình, ngươi sẽ làm gì? Tại sao phải lật đổ? Ta chỉ cần giết cho bọn họ phải cúi đầu là được, không có tiên đình, vẫn sẽ có thần đình. Điều ta muốn làm là sống sót, rồi nghiên cứu đạo của mình. Phương Vọng trả lời, hắn nói ra lời trong lòng. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ gì với quyền lực. Hắn thành lập vọng đạo cũng là vì những người bên cạnh hết sức tiến cử, cho dù thành lập vọng đạo. Vọng đạo cũng khác với giáo phái, không có nhiều quy củ nghiêm ngặt như vậy, càng không có tình trạng tôn tỷ nô dịch. Vượt qua kiếp nạn này, Phương Vọng muốn tiếp tục nghiên cứu thiên đạo, mở rộng đạo thống. Trường sinh bất tử là mục tiêu theo đuổi của hắn, chứ không phải làm chủ mọi thứ. Lăng Tiêu Thánh Đế nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Hắn cười nói, muốn hoàn toàn không bị trói buộc, con đường này khó hơn con đường thống trị. Trước tiên vượt qua bản tọa, nếu ngươi không thể đánh bại bản tọa, ngươi không có tư cách đi khiêu chiến thiên uy. Giọng nói vừa dứt, một luồng khí thế kinh khủng tuyệt đối bùng nổ. Thế giới khí vận trắng xóa trong nháy mắt chìm vào bóng tối, phía trên xuất hiện từng đám mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đỏ như máu đan xen, khiến thế giới này rơi vào trạng thái vô cùng áp lực. Lăng Tiêu Thánh Đế giơ tay phải lên, pháp lực màu xanh trào ra từ lòng bàn tay hắn, ngưng tụ thành một thanh đao ba mũi hai lưỡi cán dài. Cán đao màu đen, chuôi đao bốc cháy ngọn lửa màu xanh, giống như đuôi rồng đang lay động. Tay ngươi đều là thiên mệnh đạo linh, đây là mệnh cách của chúng ta. Cho dù chúng ta có chết, trải qua luân hồi, thiên mệnh đạo linh vẫn sẽ ra đời, chúng ta luôn có thể quật khởi, chỉ khi đối mặt với tồn tại cũng là thiên mệnh đạo linh mới có thể hoàn toàn tử vong. Chúng ta là những đứa con cưng được đại đạo chiếu cố, muốn chết cũng phải chết trong tay nhau. Lăng Tiêu Thánh Đế càng nói càng phấn khích, không còn vẻ điềm tĩnh như trước, mà có một loại điên cuồng cố chấp. Thiên mệnh đạo linh ư? Phương Vọng lần đầu tiên nghe thấy tên bảo linh ở phẩm giai cao hơn, hắn không kinh ngạc,
hắn đã sớm đoán được thiên cung kích cao hơn đạo nguyên bảo linh. Thiên mệnh đạo linh sao, nghe tên thì không tệ, ba chiến thần khác cũng vậy sao? Phương Vọng mở miệng hỏi, thiên cung kích trong tay hắn bùng cháy khí thế, chuẩn bị chiến đấu. Lăng Tiêu Thánh Đế khinh thường nói, tất nhiên bọn họ không phải. Trong tiên đình, ngoài bản tọa, chỉ có bảo linh của thiên đế là như vậy, nhưng có một người sở hữu bảo linh bản mệnh phẩm cấp tầm thường, lại có khả năng xoay chuyển càn khôn. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội gặp hắn. Ầm. Lăng Tiêu Thánh Đế bước ra một bước, trực tiếp đến trước mặt Phương Vọng. Lăng Tiêu Thần Tông. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, Phương Vọng miễn cưỡng giơ kích lên đỡ. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể chống cự ập đến, khiến hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phương Vọng còn chưa kịp ổn định thân hình, đã cảm thấy chân phải bị kéo lại, chính là Lăng Tiêu Thánh Đế. Lăng Tiêu Thánh Đế nắm lấy chân Phương Vọng, khuôn mặt lộ ra nụ cười ngạo mạn. Hắn đột nhiên kéo mạnh, Long Tiêu Thành Vân đao trong tay chém tới, lưỡi đao lạnh lẽo, quấn quanh ngọn lửa xanh rờn. Xoẹt. Long Tiêu Thành Vân đao trực tiếp lướt qua thân thể Phương Vọng, nụ cười của Lăng Tuyết Thánh Đế trong nháy mắt đông cứng. Lăng Tiêu Thánh Đế đang kinh ngạc phía xa, bẻ cổ, nói, tiền bối, nhờ ngươi hai chiêu, ân tình Lăng Tiêu Thần Tông coi như đã trả, tiếp theo ai chết ai sống hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Lăng Tiêu Thánh Đế không khỏi cau mày, vẫn đang bối rối không biết Phương Vọng vừa rồi đã né tránh như thế nào. Lăng Tiêu Thần Tông của hắn không có thân pháp huyền diệu như vậy. Phương Vọng sẽ không để ý đến suy nghĩ của Lăng Tiêu Thánh Đế. Hắn rất ít khi sử dụng hư hóa của cửu u tự tại thuật, chính là vì tình huống như ngày hôm nay. Khi đối mặt với kẻ địch khó có thể chiến thắng, đây sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại của hắn. Từng thiên đạo Thái Dương ngưng tụ sau lưng Phương Vọng, phía sau nữa là Diệt Tuyệt Thần Lục. Đôi mắt dưới mặt nạ của Phương Vọng lại nhắm lại, đây là trạng thái hắn thường xuyên ngộ đạo, kết hợp với hiệu quả của thiên đạo tâm trong đấu chiến chân công, hắn gọi là trạng thái thiên đạo. Trạng thái thiên đạo có thể tách biệt bản năng thân thể với tư duy linh, hồn, bản năng chiến đấu, tư duy linh hồn thì ngộ đạo, vừa chiến đấu, vừa ngộ đạo. Đây là một trạng thái cực hạn. Lăng Tiêu Thánh Đế đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Vọng theo bản năng hư hóa, tránh được đòn tấn công của hắn, đồng thời xuất hiện sau lưng hắn, đánh ra một trường. Đại quy hư trường, ầm, Lăng Tiêu Thánh Đế bị chấn lui, còn không gian giữa hắn và Phương Vọng trực tiếp hóa thành hư vô. Phương Vọng không kinh ngạc với thủ đoạn của Lăng Tiêu Thánh Đế, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thiên đạo, không có một chút tạp niệm nào. Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Chương 886, Thiên mệnh đạo linh, trạng thái thiên đạo. Lăng Tiêu Thánh Đế nhanh chóng lùi lại, tùy ý khích lệ, hắn há miệng cười, lộ ra nụ cười phấn khích. Thú vị, quả nhiên không làm cho bản tọa thất vọng. Lăng Tiêu Thánh Đế lập tức vung Long Tiêu Thanh Vân đao trong tay, chém ra từng đao. Từng phù văn huyền ảo khổng lồ hiện ra ở bốn phương tám hướng của hắn, rồi thu vào trong cơ thể hắn, toàn thân hắn được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Trên vùng đất hoang vu, mặt đất đầy hố, vết nứt, trông giống như cảnh tượng đổ nát sau một trận đại chiến. Trên một tảng đá vỡ, Dương Độc đứng chân trần, cánh tay phải giơ cao, bóp cổ một tên tiên binh. Tên tiên binh mặt đầy vẻ kiêng dè, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Độc, giọng run run nói, sức mạnh của thần dài, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Dương Độc run lên, lại hiện ra tàn ảnh của hư xung quái, trông vô cùng kỳ lạ. Đừng nói nhảm, mau nuốt khí vận của hắn đi. Giọng nói của hư xung quái truyền ra từ trong cơ thể Dương Độc, giọng điệu gấp gáp, mang theo sự kích động khó kiểm chế. Dương Độc lập tức há miệng, tên tiên binh bị bóp cổ toàn thân run lên, khí vận trên người hắn hóa thành từng luồng khí trắng chui vào miệng Dương Độc. Không đến 10 giây, tên tiên binh bị hút hết khí vận tan thành cho bụi. Dương Độc lộ vẻ thỏa mãn. Với đạo hạnh của ta, cộng thêm thể chất của ngươi, miễn cưỡng có thể địch lại tiên binh bình thường, ngươi không được chủ quan, cố gắng tránh xa chính thần của tiên đình. Tiên thần thực sự thì ngươi không thể địch lại đâu. Giọng nói của hư xung quái lại vang lên, như thể Dương Độc đang dùng một giọng nói khác để nói chuyện. Dương Độc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ảo ảnh bầu trời vẫn còn đó, hiện ra dáng vẻ hùng vĩ của thiên môn. Trước thiên môn tụ tập không ít tiên thần, thỉnh thoảng có tiên thần bay xuống, cũng có tiên thần bay lên, ánh mắt Dương Độc lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Ầm, bầu trời đột nhiên nổ tung, ánh sáng mạnh mẽ ập đến trong nháy mắt, khiến thiên địa phai màu.
Gió mạnh gào thét, mái tóc trắng của Dương Độc tung bay, hắn vẫn không đổi sắc mặt, dường như đã quen với tình huống bất ngờ phát sinh như vậy. 10 năm rồi, đạo chủ, ngài còn đang chiến đấu. Dương Độc lẩm bẩm, giọng điệu yếu ớt. Kể từ khi thiên môn mở ra, đã 10 năm trôi qua, Phương Vọng chui vào thiên môn thì không còn xuất hiện nữa. Rất nhiều tiên binh hạ phàm, thanh trừ những kẻ nghiệp lực nặng nề. 10 năm này tuyệt đối là 10 năm đen tối nhất trong vạn năm qua, mỗi ngày không biết có bao nhiêu sinh linh chết đi. Hư Dung Quái không còn lên tiếng, hắn cũng đang tò mò về tình hình của Phương Vọng. Hay nói đúng hơn, toàn bộ nhân gian đều đang mong chờ thiên đạo. Ngay cả những thế lực từng thù ghét tiên thần cũng vậy, chỉ khi thực sự đối mặt với tiên thần, mới biết tiên thần đáng sợ đến mức nào, cho dù là tiên binh yếu nhất, cũng không phải kẻ mà thiên địa càn khôn có thể địch lại. Bên kia, đại lục Hàng Long, nước biển đỏ như máu tràn lên bãi cát, cuốn từng bộ xương lên bờ. Ở bia rừng có từng đệ tử vọng đạo đang đả tọa tu luyện, mặt hướng ra biển, có người luôn giám sát mặt biển, tránh để xảy ra bất ngờ. Phía sau khu rừng, Côn Luân sừng sững, toát lên khí thế mênh mông. Trên đỉnh Côn Luân có một cột sáng màu vàng rực rỡ, ngay cả biển mây cũng không che được. Cột sáng màu vàng thỉnh thoảng bùng phát ánh sáng, quét ngang thiên địa, khiến tinh thần của các đệ tử vọng đạo canh giữ ở các hướng phấn chấn. Phía sau Côn Luân, trong Kiếm Thiên Trạch, tu sĩ ở đây vẫn rất nhiều, nhưng so với 10 năm trước, bớt đi sự náo nhiệt phồn hoa, thêm vào đó là sự thê lương, cô tịch. Trong một đại sảnh, Hồng Trần đứng trước sa bàn, nhíu chặt mày. Nhìn lại theo ánh mắt của hắn, có vô số luồng sáng tụ lại, không ngừng biến đổi trên sa bàn, huyền bí khó lường, dường như tượng trưng cho sự cô mệnh lão nhân đứng bên cạnh, cảm thán nói. Biến số của nhân gian này mỗi ngày đều thay đổi, tình huống như vậy chưa từng có. Hơn nữa các tiên thần lại án binh bất động, không biết là phòng ngừa đạo chủ hay là thiên đế có an bài khác. Hồng Trần đáp, 18 thần trụ, tinh tú, chính thần không hạ giới là vì phải bảo vệ thiên môn. Một khi thiên môn bị đạo chủ phá hủy, bọn họ sẽ không thể rời khỏi nhân gian. Hơn nữa đối mặt với những người có đại khí vận liên tục xuất hiện ở nhân gian, tiên đình cũng sẽ động lòng. Ở thượng giới bọn họ cũng có phiền phức của riêng mình, cần không ngừng mở rộng số lượng tiên thần từ nhân gian. Nhân gian huyền tổ hiện nay là cơ hội tuyệt vời đối với bọn họ. Vị thiên đế kia ước chừng đang mâu thuẫn, dù sao trên đời khó có chuyện toàn vẹn. Cô mệnh lão nhân tiếp tục hỏi, khí vận của Kim Tiêu giáo giảm mạnh, giáo chủ cùng các hộ pháp biến mất, ngươi nói, có phải bọn họ là kẻ dưới phạm thượng không? Có lẽ vậy, so với bọn họ, ta quan tâm đến khí vận của nhân gian hơn. Hồng Trần thuận miệng nói, dường như không hứng thú với Kim Tiêu giáo. Cô mệnh lão nhân không khỏi nhìn về phía sa bàn, chỉ thấy trong vô số luồng sáng đó dần dần ngưng tụ thành 10 quả cầu sáng. Trong đó có một quả cầu vô cùng to lớn, những quả cầu sáng khác xoay quanh nó như sao trời vây quanh mặt trời. Ngoài 10 quả cầu sáng này, 4 phương 8 hướng còn trôi nổi dày đặc những điểm sáng, có điểm đột nhiên biến mất, lại có điểm sáng mới sinh ra từ hư không. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 887, khí vận của thiên đạo. Chậc chậc, không biết là ai xui xẻo như vậy, ở giai đoạn đầu của kiếp nạn lại trở thành người có khí vận mạnh nhất nhân gian. Cô mệnh lão nhân chậc chậc lấy làm lạ nói. Hồng Trần chăm chú nhìn chằm chằm vào quả cầu sáng nhất, nói, không ổn lắm. Tốc độ tăng trưởng khí vận của hắn quá nhanh, tốc độ này hình như ta đã từng thấy ở đâu rồi. Cô mệnh lão nhân lại không nghĩ nhiều, hắn cảm thán nói, nếu có thể tính được khí vận của đạo chủ thì tốt biết mấy, ta thật muốn biết khí vận của đạo chủ so với người khác thì chênh lệch bao nhiêu. Vừa dứt lời, một luồng uy áp bá đạo tuyệt luân giáng xuống, bao trùm toàn bộ đại lục Hàng Long. Thần Minh Đại Đế, đã lâu không gặp, còn không ra ngoài giao chiến với tai. Một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa, những người có tu vi cảnh giới thấp hơn đều hồn siêu phách tán. Hồng Trần, cô mệnh lão nhân lại không ngạc nhiên, bởi vì tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Kẻ thù cũ của Tề Vân Đại Thánh, Khương Thần Minh không ít đâu. Ngoài bầu trời, trước thiên môn, 18 thần trụ cùng hàng trăm ngàn tiên thần tụ tập ở đây, bọn họ sẵn sàng trận địa, không dám sơ suất, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thiên môn. Ngự Thiên Thần Trụ không nhịn được quay đầu hỏi Đại Thần Trụ, chỉ dựa vào một mình điện hạ, có đủ không? Đại Thần Trụ nói với sắc mặt bình tĩnh,
Một mình điện hạ đương nhiên là không đủ, nhưng có thể kéo dài lâu như vậy, chứng tỏ trong thiên môn còn có người khác, ước chừng là thánh đế bệ hạ. Trong bốn đại chiến thần, hắn là người nghiên cứu sâu nhất về đạo khí vận, cho nên có thể khiến chúng ta không hề hay biết. Thánh đế, chúng tiên thần nghe vậy, đều lộ vẻ mừng rỡ. Nếu là thánh đế bệ hạ, vậy thì thiên đạo chắc chắn sẽ bị xử tử. Đúng vậy, 2 vạn năm trước, chuyện thánh đế đại chiến với thánh tôn thần đài, đến nay vẫn là giai thoại. Bất ngờ thánh đế lai ra tay, hắn rất ít khi nghe mệnh lệnh. Xem ra thiên đạo quả thực không tầm thường, vậy chẳng phải chúng ta có thể hạ giới sao? Nhân gian huyền tổ gần đây xuất hiện không ít đại thánh, đại đế, nhất định phải xử lý. Đúng thế, nếu cứ tiếp tục như vậy, uy nghiêm của tiên thần sẽ không còn nữa. Các tiên thần bàn tán xôn xao, bọn họ nhắc đến thiên đạo chỉ có sợ hãi, nhưng nhắc đến đại thánh, đại đế ở nhân gian, lời lẽ lại đầy khinh thường. Ngay lúc này, rắc, tất cả các tiên thần đều giật mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cây cột bên trái của thiên môn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Tuy rất nhỏ nhưng biến cố như vậy khiến sắc mặt của tất cả các tiên thần đều thay đổi. Bảo vệ trận pháp, đại thần trụ cũng bị dọa sợ, lập tức trầm giọng nói. Hắn đi đầu, giơ tay, đánh pháp lực của mình vào trong thiên môn, các tiên thần khác cũng nối gót theo sau. Tất cả các tiên thần đều bắt đầu hoảng sợ, không một ai dám mở miệng. Trong lòng bọn họ đều có cùng một phỏng đoán. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Thánh Đế cũng không ngăn được thiên đạo ư? Không thể nào. Bốn đại chiến thần đã là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của tiên đình, nếu ngay cả Lăng Tiêu Thánh Đế cũng không địch lại thiên đạo. Các tiên thần cảm thấy hoang đường, nhưng nỗi sợ hãi không tự chủ được lan tràn trong lòng. Bọn họ đều đã từng giao thủ với thiên đạo, bọn họ thực sự không dám nói thiên đạo nhất định không địch lại chiến thần. Thiên đạo chiến đấu với bọn họ, hoàn toàn là chém dưa thái rau, bọn họ hoàn toàn dựa vào khí vận của tiên đình để chiến đất. Trong thế giới khí vận, hai bóng người liên tục di chuyển, liên tục va chạm, toàn bộ thế giới tràn ngập tàn ảnh của họ, như thể cả hai đều có hàng triệu phân thân. Uy áp chiến đấu của họ quá mạnh, khiến thiên môn liên tục rung chuyển, nhìn kỹ thì thấy một bên cột trụ đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, khó có thể nhận ra. Một hồn phách thanh long khủng khiếp, lớn hơn cả người hắn gấp trăm lần. Phương Vọng cũng vậy, thiên cung kích quấn quanh một hồn phách tử long, chính là dáng vẻ của tiểu tử. Chiêu thức của hai người gần như giống hệt nhau, như thể đang chiến đấu với bóng của chính mình. Chỉ dùng 10 năm đã nắm giữ được long phách chân thần công của bản tọa, hơn nữa thành tựu đã không kém gì bản tọa. Lăng Tiêu Thánh Đế thầm kinh ngạc, ánh mắt hắn nhìn Phương Vọng đã trở nên hoàn toàn khác. Bọn họ đã giao chiến 10 năm. Từ năm ngoái, Phương Vọng đột nhiên thi triển long phách chân thần công, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, nhờ vào long phách chân thần công, Phương Vọng lại có thể giao chiến trực diện với hắn. 9 năm trước, phần lớn thời gian hắn đều áp chế Phương Vọng. Nếu không phải Phương Vọng nắm giữ một loại kỳ công khiến thân xác, linh hồn hư hóa thì hắn đã sớm giết chết Phương Vọng. 10 năm trôi qua, Phương Vọng đã lĩnh ngộ được thần công của hắn, nhưng hắn lại không học được chút gì từ Phương Vọng. Lăng Tiêu Thánh Đế không thể giữ được bình tĩnh, trong lòng có một giọng nói với hắn rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ bại. Phương Vọng vẫn nhắm mắt, càng như vậy, hắn càng gây áp lực cho Lăng Tiêu Thánh Đế. Thật ra, lúc đầu Lăng Tiêu Thánh Đế muốn thử xem ngộ tính của hậu bối này như thế nào, nếu không tệ, sau khi bắt được hắn, sau này sẽ tìm cách cho hắn một con đường sống. Lăng Tiêu Thần Tông của Lăng Tiêu Thánh Đế phân tán ở nhân gian, không biết có bao nhiêu sinh linh đã tu luyện, nhưng người có thể tu luyện đến mức làm hắn hài lòng thì chỉ có Phương Vọng. Chương 888, Long Phách Chân Thần Công Đại Viên Mãn, 1. Nhưng hiện tại, đôi mắt Lăng Tiêu Thánh Đế lóe lên sát ý thấu xương, khiến thế giới khí vận đông cứng lại. Sát ý của hắn thậm chí còn kéo Phương Vọng ra khỏi trạng thái thiên đạo. Ánh mắt của Phương Vọng trở nên vô cùng cô tịch. Long Phách Chân Thần Công khiến hắn ở trong thiên cung 8 vạn năm, khiến hắn hoàn toàn không còn sợ hãi kiếp nạn tiên thần nữa, lòng hắn vô cùng bình tĩnh. Thiên cung kích và Long Tiêu Thanh Vân đao va chạm, hai loại long hồn mạnh mẽ va chạm, uy lực của rồng khiến toàn bộ thế giới khí vận bị bóp méo. Long Phách Chân Thần Công có thể ngưng tụ ra long hồn dựa theo bảo linh bản mệnh của mình. Long hồn này là ngưng tụ một thân đạo hạnh, có thể chứa đựng lực lượng quy tắc mà mình nắm giữ, một khi thi triển, thực lực tăng vọt. Lần đầu tiên Phương Vọng đối mặt với Long Phách Chân Thần Công thì suýt bị giết chết, may mắn là hắn kịp thời mở ra hư hóa của Cửu U Tự Tại Thuật.
Mặc dù vậy, trong khoảng thời gian sau đó, hắn vẫn thường xuyên phải né tránh, cho đến khi hắn hoàn toàn nhìn thấu Long Phách Chân Thần Công. Hắn đột nhiên phát hiện ngộ tính của mình tăng vọt, cảm giác khi ở thiên cung cũng có trong trạng thái thiên đạo lúc này. Những suy nghĩ liên tục, những linh cảm liên tục, tất cả những điều này khiến Phương Vọng cảm thấy kỳ diệu. Phương Vọng đã chuẩn bị sẵn sàng để thi triển kiếm quyết cửu mệnh niết bàn, có thể tái sinh bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy chưa đến lúc. Tốc độ của Lăng Tiêu Thánh Đế đột nhiên tăng lên, buộc Phương Vọng phải thi triển Tiêu Diêu Tự Tại Thiên một lần nữa, phớt lờ sự tấn công của hắn. Trận đại chiến tiếp tục, thời gian mất đi ý nghĩa trong thế giới khí vận này, trong mắt hai người chỉ có chiến đấu. Thánh Đế thì hắn bắt đầu nhắm mắt, một lần nữa tiến vào trạng thái thiên đạo. Hắn không chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần dưới lưỡi kích của thiên cung kích quấn quanh Diệt Tuyệt Thần Lục, mỗi lần hắn tấn công đều đang chấn diệt khí vận của tiên đình. Lăng Tiêu Thánh Đế cũng nhìn ra điều này, nhưng hắn không có cách nào, hắn chỉ có thể dốc hết sức lực. Hắn tin rằng pháp lực của Phương Vọng kém xa hắn, loại bí thuật này không thể tiêu hao mãi được. Theo thời gian trôi qua, các vết nứt trên thiên môn ngày càng nhiều. Trong thế giới thực, ngày càng nhiều tiên thần được triệu hồi, tập trung trước thiên môn, cống hiến khí vận của mình cho thiên môn, nhưng họ không thể ngăn chặn được các vết nứt trên thiên môn ngày càng nhiều. Nhiều năm trôi qua, chính thần đều được triệu tập đến trước thiên môn, những người du đãng ở nhân gian đều là tiên binh, điều này khiến toàn bộ nhân gian huyền tổ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rắc rối mới lại đến, những cường giả ở các nhân gian khác vượt qua ranh giới đến đây, cướp đoạt đại khí vận, cũng có người trực tiếp đầu quân cho tiên binh, hy vọng tiên binh có thể đưa họ phi thăng. Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, bầu trời nhân gian huyền tổ trở nên tối tăm, khắp nhân gian tràn ngập sát khí, ngay cả xung quanh Côn Luân cũng vậy. Một ngày nọ, ta là Đế Thương Thiên, hôm nay chứng thánh, nguyện mở ra một con đường đại đạo cho nhân gian. Một giọng nói vang vọng khắp nhân gian, khiến thiên hạ chấn động, khắp nơi trên thế gian đều bắt đầu bàn tán về Đế Thương Thiên. Những năm gần đây, Đế Thương Thiên đã nổi tiếng khắp thiên hạ, trở thành thiên kiêu tuyệt đỉnh chấn động một thời đại. Việc hắn thành thánh vừa khiến người ta kinh ngạc, vừa khiến người ta cảm thấy là lẽ đương nhiên. Lời tuyên bố thành thánh vừa dứt, thiên địa bắt đầu đổ mưa phùn màu vàng, xua tan sát khí giữa thiên địa, khiến tất cả chúng sinh được tắm trong đó đều được lợi. Nhân gian như được đổi mới, các tiên thần ở xa ngoài trời cũng nghe thấy lời của Đế Thương Thiên, cau mày. Đại thần trụ mặt không biểu cảm, mở miệng nói, bắt đầu tinh quân, hãy đi chiêu mộ vị đại thánh này. Nghe vậy, một vị tiên thần lập tức đứng dậy, hành lễ với hắn, sau đó quay người bay về nhân gian. Các tiên thần bắt đầu bàn tán về Đế Thương Thiên. Bọn họ có thể suy diễn ra khí vận của Đế Thương Thiên, vô cùng hùng hậu, rất hiếm thấy ở nhân gian, bọn họ cá cược với nhau, xem Đế Thương Thiên có cúi đầu hay không. Đại thần trụ phớt lờ những lời bàn tán này, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào thiên môn. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, các vết nứt trên thiên môn ngày càng nhiều, đã đến mức không thể bỏ qua. Đột nhiên, một vị tiên thần bay ra từ trong thiên môn, đó là một nam tử mặc giáp đỏ, dáng vẻ trông giống như một loại yêu cầm biến thành. Hắn nhanh chóng đến trước mặt đại thần trụ, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, thưa đại thần trụ, bệ hạ truyền khẩu dụ, nói rằng đã mời hai vị chiến thần ra tay, đồng thời sẽ mở thêm một thiên môn nữa. Thiên môn thứ hai, tất cả các tiên thần đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên môn chỉ có thể đến từ thượng giới, một khi thiên môn bị phá hủy, bọn họ sẽ không thể trở về. Điều mà bọn họ lo lắng nhất chính là chuyện này. Tiên thần ở lại nhân gian không phải là chuyện tốt, mặc dù bọn họ rất mạnh mẽ nhưng cũng sẽ bị khí vận của thiên địa tiêu diệt. Một khi thời kỳ phi thăng kết thúc, khí vận của tiên đình rút đi, bọn họ sẽ rất khó tồn tại ở nhân gian. Các bạn đang nghe chuyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 889, Long Phách Chân Thần Công Đại Viên Mãn, 2. Ở tiên đình, bị đày xuống hạ giới là một trong những hình phạt tàn khốc nhất. Lăng Tiêu Thánh Đế, ngay cả ngươi cũng khó mà đối phó với hắn sao. Đại thần trụ nhìn chằm chằm vào thiên môn, thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu hắn hiện lên bóng lưng của Lăng Tiêu Thánh Đế, ánh mắt lộ ra vẻ cảm thán. À, một tiếng kêu thảm đột nhiên truyền ra từ trong thiên môn, khiến các tiên thần đều đứng bật dậy. Ngự thiên thần trụ cau mày nói, là giọng của điện hạ. Hắn không thể chết ở đây. Không chỉ có hắn, những tiên thần khác cũng hoảng sợ,
Điện hạ mà bọn họ nhắc đến chính là con trai của thiên đế, nếu như chết ở đây, bọn họ đều sẽ bị liên lụy. Trong thế giới khí vận, Phương Vọng tay phải cầm thiên cung kích, thân quấn thúc thiên kim lăng, đầu bên kia của thúc thiên kim lăng trói một nam tử tóc tai bù xù, chính là nam tử đội mũ miệng tím đã nhảy ra từ bức họa khổng lồ trước đó. Lúc này, nam tử đội mũ miệng tím vô cùng chật vật. Hắn đối mặt với Phương Vọng, ngực bị đâm thủng bởi Long Tiêu Thanh Vân đao, thân thể sắp bị xé làm đôi. Sắc mặt của Lăng Tiêu Thánh Đế lạnh lùng, hắn dường như không để nam tử đội mũ miệng tím vào trong lòng. Thánh Đế, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn giết ta sao? Nam tử đội mũ miệng tím đau đớn gào thét, giọng nói còn ẩn chứa sự tức giận. Lăng Tiêu Thánh Đế lạnh lùng nói, vì sao điện hạ lại xen vào? Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng có thể tham lam thiên mệnh đạo linh của hắn sao? Nam tử đội mũ miệng tím chính là con trai của thiên đế, tên là Tử Vị Thiên. Tử Vi Thiên nghiến răng nói, ngươi đã có thiên mệnh đạo linh, vì sao còn ngăn cản ta? Hắn cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi sự trói buộc kép của Long Tiêu Thanh Vân Đao và Thúc Thiên Kim Lăng, đau đớn vô cùng. Bởi vì ngươi không xứng, Lăng Tiêu Thánh Đế khinh thường nói, Long Tiêu Thanh Vân Đao trong tay xoay một vòng, Tử Vi Thiên hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Phương Vọng bình tĩnh nhìn cảnh này, đợi đến khi hắn cảm nhận được khí tức của Tử Vi Thiên hoàn toàn biến mất, hắn mới hỏi, ngươi gọi hắn là điện hạ. Lăng Tiêu Thánh Đế thu đao, nói, hắn tên là Tử Vi Thiên, là con trai thứ bảy của thiên đế, thiên phú cũng coi như không tệ, cũng coi như là nửa đồ đệ của ta. Hắn vẫn luôn rất sùng bái thiên mệnh đạo linh, cho nên trước đó mới luôn ẩn núp, muốn đoạt xá ngươi. Nhưng làm sao hắn biết ngươi là thiên mệnh đạo linh? Lăng Tiêu Thánh Đế hơi nghi hoặc, sát ý của hắn cũng nhanh chóng lui đi. Phương Vọng cũng thu liễm khí thế, mở miệng hỏi, ngươi giết con trai của thiên đế, không sợ thiên đế trách tội sao? Lăng Tiêu Thánh Đế khinh thường nói, hắn đã tự lo thân không xong, nào có thời gian quan tâm đến con trai của mình. Huống hồ cho dù hắn biết, hắn cũng không dám xóa bỏ tiên tịch của ta, thiên đình cần chiến thần, chỉ có thể nhiều hơn, không thể ít đi. Nói như vậy, xem ra tình hình ở thượng giới rất nghiêm trọng. Khó trách Chu Tuyết vẫn luôn tràn đầy tự tin, bất kể hắn gây ra bao nhiêu chuyện lớn. Theo vận mệnh của kiếp trước, tiên đình hẳn là có thể vượt qua. Đương nhiên, hiện tại đối thủ của tiên đình lại thêm Phương Vọng, như vậy thì chưa chắc. Phương Vọng rơi vào trầm tư, hắn không vội ra ngoài là vì hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của Vọng Đạo thông qua thiên đạo. Vọng Đạo tuy có thương vong nhưng khí vận vẫn luôn tăng lên, chứng tỏ tình hình vẫn ổn. Lăng Tiêu Thánh Đế lại nhìn về phía Phương Vọng, ánh mắt sáng quắc nói, chúng ta liên thủ đi, ta làm thiên đế, phong ngươi làm đế thứ hai của tiên đình, chúng ta cùng nhau cai quản các tiên thần. Nếu như Lăng Tiêu Thánh Đế thực sự nghe theo lệnh của thiên đế mà đến thì cần gì phải vòng vo tam quốc, chỉ cần cùng 18 thần trụ vây công hắn là được. Nếu như Lăng Tiêu Thánh Đế là thật lòng, nói thật thì đây đúng là một con đường, dù sao dựa vào một mình chống lại toàn bộ tiên đình, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Phương Vọng không phải tu luyện tuyệt tình tiên, hắn không chỉ muốn bảo toàn bản thân, mà còn muốn bảo toàn những người bên cạnh mình. Ngươi có nắm chắc lật đổ thiên đế đương nhiệm không? Phương Vọng mở miệng hỏi. Lăng Tiêu Thánh Đế chậm rãi nói, trước tiên đình, đã từng tồn tại thiên đình là thế lực thống trị của các tiên thần ở thượng giới. Thiên đế đời đầu của tiên đình từng là một tiên thần của thiên đình. Sau đó thiên đình gặp phải kiếp nạn, tan rã thành từng mảnh, thiên đế đời đầu nhân cơ hội đó sáng lập ra tiên đình. Đáng tiếc là tiên đình không thể đạt đến thời kỳ đỉnh cao của thiên đình, mãi mãi không thể thống nhất thượng giới. Tiên đình từ xưa đến nay luôn có rất nhiều tranh đấu nội bộ. Trong thần tâm của các tiên thần, thiên đế không phải là người mạnh nhất, chỉ cần có người có thể đánh bại thiên đế, các tiên thần tự nhiên sẽ theo gió mà hàng phục. Ánh mắt Phương Vọng bình tĩnh, hắn hỏi, ngươi có thể đánh bại thiên đế không? Hắn còn có 3 chiến thần dưới trướng. Theo như hắn tìm hiểu, chiến thần mạnh nhất không phải là Lăng Tiêu Thánh Đế, Cửu Diện Thần La mới là chiến thần đứng đầu, hơn nữa còn là người trung thành với thiên đế. Năm đó thiên đế của tiên đình có thể lật đổ vị trí thiên đế của Hồng Trần, Cửu Diện Thần La có công lao rất lớn. Tề Vân Đại Thánh từng nói, chỉ cần còn Cửu Diện Thần La một ngày thì ngai vàng của thiên đế sẽ không bị lung lay, thậm chí tiên đình cũng sẽ không bị lung lay nền móng. Chương 890, truyền thuyết về thiên đình, dã tâm của thánh đế. Tề Vân Đại Thánh sợ Cửu Diện Thần La hơn thiên đế nhiều, hắn thậm chí còn cho rằng Cửu Diện Thần La không thể bị đánh bại.
Lăng Tiêu Thánh Đế cười nói, nhân gian có biến số, thượng giới cũng có. Ngươi hẳn đã cảm nhận được, các đế thánh ở nhân gian ngày càng nhiều, trên thực tế, bọn họ đều cảm nhận được sự nguy cấp của tiên đình. Ở thượng giới, tiên đình có một kẻ thù không đội trời chung, tên là Thần Đài, thực lực của Thần Đài còn mạnh hơn tiên đình. Đúng rồi, năm đó thế lực diệt Đại An Thần Triều không chỉ có tiên đình, Thần Đài cũng ra sức không ít, sau trận chiến đó, Thần Đài đã để lại rất nhiều quân cờ ở nhân gian. Vào thời Hồng Trần Thiên Đế, tiên đình và Thần Đài có quan hệ chặt chẽ, mãi đến khi tiên đình phát hiện ra Thần Đài muốn giành quyền thống trị nhân gian thì mới trở mặt. Đây cũng là một trong những lý do khiến tiên đình không dung thứ cho các đế thánh ở nhân gian, bởi vì nhiều đế thánh đều dựa vào truyền thừa của Thần Đài mà lớn mạnh. Truyền thừa của Thần Đài, đây là lần đầu tiên Phương Vọng nghe được nội tình như vậy. Tất nhiên, bản thân tiên đình cũng không cho phép nhân gian mất kiểm, soát, chỉ vì sự can thiệp của Thần Đài, tiên đình trở nên bá đạo hơn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lăng Tiêu Thánh Đế nói đến Thần Đài, giọng điệu rất thoải mái. Phương Vọng coi như đã hiểu, hỏi, ngươi là người của Thần Đài à? Lăng Tiêu Thánh Đế lắc đầu nói, không phải, chỉ là Thần Đài cũng cần lật đổ tiên đình, ta có thể hợp tác với Thần Đài, sau khi cùng nhau diệt tiên đình thì mỗi bên chia một nửa nhân gian. Ngươi cho rằng Thần Đài đáng tin cậy sao? Đáng tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là phải lật đổ tiên đình trước, không phải sao? Lăng Tiêu Thánh Đế vừa cười vừa nói, Phương Vọng im lặng, không đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Long Tiêu Thanh Vân đao trong tay Lăng Tiêu Thánh Đế tan biến như khói, hắn giơ tay nói, để tỏ lòng thành ý, ta có thể để ngươi phá hủy thiên môn. Châu bay lên từ sau đầu hắn, nhanh chóng trở nên khổng lồ, khi nó dừng lại, nó liền bùng phát ra lực hút khổng lồ, nuốt chửng khí vận của tiên đình ở đây. Lăng Tiêu Thánh Đế ngước mắt nhìn, khen ngợi, bảo linh không tệ, tuy không phải là thiên mệnh đạo linh nhưng cũng đủ để người ta phiêu diêu mà lên, theo đuổi đại đạo. Phương Vọng không dám lơ là, để phòng Lăng Tiêu Thánh Đế, phòng ngừa tên này đột nhiên tập kích. Lăng Tiêu Thánh Đế đứng tại chỗ, cười nhìn Phương Vọng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cảm thán. Theo lực cắn nuốt mạnh mẽ của Chấn Thế Châu bùng phát, toàn bộ thế giới khí vận liên tục vặn vẹo, tạo ra đủ loại cực quang, thiên môn ở đằng xa liên tục nứt ra. Ngoài bầu trời nhân gian, các tiên thần càng thêm hoảng loạn, bọn họ dốc hết sức truyền vào khí vận, cũng không thể ngăn chặn thiên môn vỡ vụn. Lúc này, ngay cả đại thần trụ cũng hoảng sợ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên môn nhất định sẽ bị phá hủy, chúng ta sẽ không về được. Một vị tỉnh tú vội vàng nói, hắn vừa mở miệng, các tiên thần khác cũng lần lượt lên tiếng, đại đa số đều định rút lui. Nhiệm vụ lần này thất bại, nhiều nhất là bị trách phạt, vài nghìn năm sau lại quay lại nhưng nếu ở lại, đó chính là tiên mệnh tiêu tan, khí vận tiêu tán. Nghe lời các tiên thần xung quanh, sắc mặt của đại thần trụ vô cùng khó coi. Trước khi hạ phàm, hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển đến mức như vậy. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Thánh Đế đã thất bại ư? Sao có thể? Hắn chính là chiến thần, chưa từng bại trận. Lòng đại thần trụ rối như tơ vò, hắn sinh ra một nỗi sợ hãi tột cùng đối với Phương Vọng, thậm chí tiên thể cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy vết nứt trên thiên môn ngày càng nhiều, lòng hắn cũng sụp đổ, thấy tốc độ độ vết nứt ngày càng nhanh. Đại thần trụ không chịu đựng được nữa, hắn nghiến răng nói, đãng thế thần trụ, lập tức hạ giới, hoàn thành nhiệm vụ thanh lý nhân gian, đồng thời triệu hồi tất cả các tiên thần. Lời này vừa nói ra, đãng thế thần trụ có thân hình to lớn nhất lập tức biến mất tại chỗ, còn có một vị tiên thần lấy ra một miếng ngọc, ngón tay lướt qua, truyền lệnh cho tất cả. Các tiên thần ở khắp nơi trên nhân gian đều lập tức nghe thấy mệnh lệnh của tiên quan, rồi bay lên. Thẳng đến ngoài trời, nhìn từ mặt đất, các hướng của bầu trời đều có cầu vồng bay lên trên trời, vô cùng tráng lệ. Trong ảo ảnh trên bầu trời cũng xuất hiện cảnh tượng các tiên thần tụ tập về phía thiên môn, điều này khiến ngày càng nhiều sinh linh chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Các tiên thần sắp rút lui sao? Thật hay giả vậy? Đáng ghét, ta còn chưa báo thù, ta không cam tâm. Báo thù, ngươi tu luyện thêm 10.000 năm nữa cũng không đủ tư cách báo thù, may mắn là ngươi có thể sống sót. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhân gian này đã chết bao nhiêu sinh linh. Có người quỳ xuống khóc lóc, có người vui mừng như điên, cũng có người căm phẫn tột độ. Theo các tiên thần bay lên, bầu trời nhân gian cũng trở nên sáng sủa, đó là ảnh hưởng do ánh sáng của các tiên thần mang lại, như thể ánh sáng đã đến. Tuy nhiên, chúng sinh không biết rằng đại kiếp nạn thực sự mới vừa giáng xuống. Đại lục Hàng Long,
Kiếm Thiên Trạch. Hồng Trần và cô Mệnh lão nhân đứng bên hồ, cùng lúc tính toán ra điều gì đó, sắc mặt cả hai đều đại biến. Kết trận, kích hoạt đại trận hộ đạo cấp cao nhất. Hồng Trần hét lớn, giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên địa, tất cả các tu sĩ vọng đạo nghe thấy, mặc dù kinh ngạc nhưng đều làm theo. Các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.